chúng ta đã tìm hiểu qua về chợ đồ cổ. Ngay bây giờ sẽ đến với phần thử thách dành cho các bạn. Thử thách đầu tiên, hai đội sẽ cùng nhau tìm kiếm 3 món đồ cũ đã được dán logo của chương trình. Và đội thắng trong trò chơi này sẽ được đội thua bao phần chiêu đãi vào tối nay. Ok, chơi, chơi. Cô! Cô ơi, ban tổ chức có nhờ cô không cô? Có nhờ cô một món đồ gì đó không cô? Không có lục đồ của cô. Dạ, chào anh. Anh hồi nãy giờ có ai gửi anh cái gì dán dán không anh? Có không, có không? Có dán không? Dán gì? À. Dạ, dạ. Để tượng Phật không à? Dạ. Dạ. Dạ phù hộ cho con kiếm được cái logo của chương trình. Ê, có máy quay là chắc có. Góc này, qua đây. Ê, nhìn vô bị nhức đầu á. Nó bị rối á. Kiếm họ bị rối đúng không? Đúng rồi. Bị qua mắt luôn á. Em ơi có nghe không tiếng gì? Em ơi có nghe không hỡi em? Dạ mấy anh ơi, có ai nhờ mấy anh dán cái gì trong đồ cổ không mấy anh? Không biết hả? Không có chơi có biết mà giấu tụi em nha. Có lẽ là chỗ này sẽ có thể là sẽ có một món gì đó. Hai ba cô, vậy là đúng rồi, vậy là ở đây đúng rồi. Chắc chắn phải có ở đây thôi, không thể nào không có được. À anh chị, tìm phụ em đi, tìm phụ em đi. Danh sách trả nợ gì? Ủa không phải, không phải, này của chủ quán. Ở đâu vậy? Không có. Tôi tưởng là một cái tấm thiệp. Thì ra là đây. Nè, dễ thương chưa? Nè, cái này dạ. Anh Tuấn bận rồi. Cái này kiến à, dễ thương không? Lót son. Dễ thương cực kỳ luôn. Dễ thương quá vậy. Thử cho anh coi coi. Trời ơi, đang đi kiếm đồ mà được tặng đồ luôn nè. Nè, có cái kiếm ở đây nè. Dạ yeah. Đây. Ừ. Trời ơi, đẹp quá vậy anh. Dạ. Rồi, cái này tặng cho anh. Ồ, cảm ơn anh. Dạ, để cảm ơn anh Tuấn. Để thử lại cái này. Đó. Wow, thì là ngầu quá. Hợp với mặt anh quá. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Dạ. Cứ rảnh nhớ dắt người yêu, dắt bạn bè tới đây anh. Dạ. Đủ hết. Cảm ơn anh. Tất cả mọi thứ đều là có thể tặng cho em được. Chào anh. Cái gì vậy hả? Không có chơi. Thằng ơi, dán ở đâu vậy ban tổ chức ơi? Trời ơi, giữa một đống đồ cổ tự nhiên có cái iPhone 5, iPhone 6 hả? Hai món à, hai món à. Anh Phát tìm có rồi kìa. Ở đâu? Ở đâu? Cô. Không biết ông mày biết không mà làm. Chỉ con. Ở đâu? Đâu? Cái nào vậy? Ở đâu? Trời ơi, cô ơi.
Còn đâu nữa không cô? Còn đâu nữa không cô? Còn hả? Hay quá. Tôi đã có người rồi. Chương trình đâu có giao là không được nhờ người đâu. Cho nên là con có quyền. Cô chỉ con đi, chỉ con đi. Mình phải chơi chiêu. Anh tìm được cái nào chưa? Chưa. Em tìm được một cái tặng cái kính này. Ủa? Đẹp không? Đá gì? Bên này hả? Hiện đại nhất. Cái này. Đâu? Không. Cái này, cái cân phải hiện đại. Dáng, phải có em dáng. Mở lên, em mở lên. Mở lên. Đó, thấy chưa? Hay quá, giấu đi đừng để anh khác anh thấy. Dạ em cảm ơn anh. Dạ cảm ơn anh. Đồng hồ đẹp quá. Thích quá. Thích quá. Xin cái được không? Nói chừng đứng lên hồi làng hoàng là thua đó. Xin một cái. Anh tặng cái kìa. Em sao em hay xin quá à. Dạ dạ, lát em quay lại em coi hàng. Đẹp quá. Chỉ tặng luôn kìa. Chỉ tặng luôn kìa, lấy đi không? Dạ. Bây giờ tự nhiên cái vật chất nó ríu em lại rồi. Từ. Võ Tấn Phát đã tìm được 3 món đồ và giành chiến thắng ở trò chơi này. Mời đội Minh Dự trở về điểm tập kết. Chú ơi, nãy giờ có ai dán cái miếng này gần gần đây không chú? Không hả chú? Không, nhưng mà hướng mắt của chú lại cứ nhìn đăm đăm vào đây. Ha, và chú chớp mắt liên tục thì tôi nghĩ là chú đang ấp úng một cái điều gì đó. Dạ, con xin phép cho chú nha. À. Trời ơi. Vậy mà chú nói không. Trời ơi, làm sao qua mắt được con. Dạ. Ủa này mình rinh đi luôn à. Dạ, con mượn chút cho chú ha. Trời ơi, 3 món rồi trời ơi. Trời ơi. Thôi. Phát nghĩ là 5 món mà Phát lấy được 3 món thì bên kia lấy 2 món thì là cũng thua thôi. Cho nên là mình không cần lấy thêm nữa.